Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, kênh kênh HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Kim Động. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư và nội dung trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, cử tri huyện Kim Động đã phản ánh kiến nghị về một số vấn đề, về bất cập trong việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội qua bưu điện, có chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với thế hệ thứ ba bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, sớm triển khai thực hiện cải cách tiền lương, bổ sung biên chế đội ngũ giáo viên các cấp, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc và tư y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đại tướng Tô Lâm tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới các cơ quan của Quốc hội, đồng thời thông tin thêm tới các đại biểu và cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, việc xử lý các vụ việc cá nhân tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong thời gian vừa qua. Hôm nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên triển khai các nội dung ngày diễn tập thứ nhất. Sau đây, trân trọng giới thiệu cuộc diễn tập này với nhiều nội dung mới về cả lý luận và thực tiễn, qua đó nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo trong việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Cuộc diễn tập gồm tình huống giả định, lực lượng vũ trang nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ trạng thái thường xuyên lên cao. Công an tỉnh nhận lệnh báo động cấp 2, thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhận chỉ thị, lệnh, quyết định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các sở, ban, ngành, đoàn thể nhận điện chỉ đạo từ các bộ, ngành trung ương chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Các tình huống giả định được đưa ra tại buổi diễn tập thực binh rất đa dạng, sát với thực tế. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, buổi diễn tập thực binh đã diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao, đúng yêu cầu diễn tập. Qua diễn tập, nâng cao nghiệp vụ trong đấu tranh, xử lý tình huống. Cuối năm 2021, huyện Khoái Châu còn tồn đọng hơn 36.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP. Nguyên nhân chủ yếu của việc tồn đọng là do sai lệch về thửa đất, thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp theo hồ sơ cũ và thửa đất được đo vẽ theo bản đồ địa chính VLAP. Hiện nay, các xã thị trấn đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất để sớm hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình và cá nhân. Từ đầu năm đến nay, các phòng chức năng của huyện và các xã thị trấn đã hoàn thiện thủ tục, trao được hơn 9.200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Trong đó có hơn 1.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gần 7.900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Vừa qua, ông Hoàng Văn Thờ, sinh năm 1966, ở thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, bị đàn ong vò vẽ đốt tử vong. Sự việc xảy ra vào ngày 23 tháng 9, khi ông Thư đi ra bãi sông để tìm mồi câu cá. Không may, ông chạm phải tổ ong vò vẽ. Ngay lập tức, ông Thư bị đàn ong tấn công với 45 vết đốt ở nhiều vị trí trên cơ thể. Ông đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu. Dù các bác sĩ đã tích cực điều trị, tiến hành lọc máu nhiều lần, nhưng đến trưa ngày 27 tháng 9, ông Thư đã tử vong. Ong vỏ vẽ hay còn gọi là ong mặt quỷ là loài ong có độc tính cao và có thể gây chết người. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang ở mức cao, sức mua thị trường vì thế cũng trở nên yếu đối với mặt hàng không thiết yếu. Việc đơn hàng mới giảm đang đặt ra thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ những tháng cuối năm. Nghiên cứu từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho thấy, với 80% doanh nghiệp chế biến gỗ dự báo có mức doanh thu giảm từ 30% trở lên, đơn đặt hàng đã giảm 44,4%. Cá biệt có những doanh nghiệp đơn đặt hàng đã giảm tới 100%. Lý do doanh thu sụt giảm vì giá nguyên liệu tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngành gỗ. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xem chuyển đổi số như phương tiện tiến đến sản xuất thông minh và phát triển bền vững. Theo đó, các doanh nghiệp ưu tiên tập trung tối ưu chi phí, tăng hiệu suất lao động, xây dựng thương hiệu, tăng doanh thu và tăng trải nghiệm khách hàng. Ngày 26 tháng 9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, phát hiện 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều thiết bị liên lạc viễn thông, nghi vấn thực hiện hành vi tội phạm. Kết quả điều tra xác định đường dây lừa đảo này hoạt động theo phương thức thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để liên hệ với các bị hại, đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng có cho vay các khoản từ 20 triệu đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng tùy theo số tiền muốn vay.
nhóm này thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách hàng đồng ý vay, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay. Khách hàng sau khi nhận được hồ sơ giả như trên thì tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt, sau đó nhóm sẽ liên hệ bưu cục lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Thúy, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Theo cáo trạng, Thúy làm chủ các dây hụi cho một số người dân tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tham gia chơi từ năm 2010. Đến khoảng tháng 3 năm 2019, Thúy không còn khả năng trả nợ và thanh toán các khoản hụi do một số người bỏ đi khỏi địa phương. Thúy đưa thông tin không có thật là đang làm cái một số dây hụi tháng nhưng thực chất là ảo. Nếu đồng ý mua lại hụi thì sẽ hưởng tiền lãi hàng tháng. Bằng thủ đoạn trên, Thúy đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng của 6 người tham gia. Qua quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, gia đình bị can đã giao nộp số tiền trên 970 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm Thúy 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào lúc 14:30 chiều nay, bão số 4 duy trì sức mạnh cấp 8, tương đương 62 tới 74 km/h, giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão số 4, đảo Cù Lao Chàm ghi nhận được gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa ghi nhận gió giật cấp 7. Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, Đắc Tô có gió giật cấp 6, Pleiku có gió giật cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, từ chiều 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 250 mm trên đợt, có nơi trên 300 mm trên đợt. Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70 tới 150 mm trên đợt, có nơi trên 180 mm trên đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Cơn bão mạnh Ian ngày 27 tháng 9 đã càn quét khu vực miền Tây Cuba và khiến toàn bộ người dân nước này mất điện trước khi hướng đến Mỹ. Tại thời điểm đổ bộ Cuba, bão Ian có sức gió lên tới 205 km/h. Gió mạnh làm vỡ cửa sổ, tốc mái nhiều ngôi nhà trong khu vực. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa do cây và cột điện đổ. Giới chức Cuba đang đánh giá thiệt hại và chưa có thông tin về thương vong chi tiết. Lưới điện Cuba sập vào tối 27 tháng 9, khiến toàn bộ 11,3 triệu người dân trên quốc đảo không có điện sử dụng. Sau khi càn quét Cuba, bão Ian đã tiến về bang Florida của Mỹ. 2,5 triệu người ở đây đã được sơ tán. Người dân tích cực chẳng chống nhà cửa trước khi cơn bão đổ bộ. Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil công bố số liệu cho thấy, trong tháng 9 năm nay, đã có hơn 36.800 cảnh báo cháy ở khu vực rừng Amazon tại Brazil, tăng 120% so với tháng 9 năm ngoái. Đây là mức cảnh báo cháy tồi tệ nhất được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào kể từ tháng 9 năm 2010, thời điểm Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia của Brazil đưa ra gần 44.000 cảnh báo cháy. Cháy rừng Amazon có xu hướng diễn ra cao điểm vào tháng 8 và tháng 9, được coi là mùa cháy rừng trong khu vực. Những cơn mưa giảm dần trong khi các chủ trang trại và nông dân thường xuyên đốt những khu vực rừng bị chặt phá. Cơ quan y tế Thái Lan cho biết thuốc xịt mũi ngừa COVID-19 do Thái Lan nghiên cứu và sản xuất sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 1 tháng 10 tới. Thuốc xịt mũi ngừa COVID-19 có tên gọi là Vio-Covichap được giới thiệu là có khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 bám vào bề mặt bên trong của khoang mũi, giúp giảm tải lượng virus. Để đạt hiệu quả phòng bệnh, thuốc phải được xịt 3 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 6 giờ. Thái Lan tin tưởng rằng với thuốc xịt mũi phòng COVID-19, nước này sẽ có thêm một công cụ nữa để ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có tiền lệ này một cách hiệu quả hơn và bền vững hơn trong tương lai. Maroc thải ra hơn 1 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm và phần lớn không được tái chế, nhằm góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm. Một quỹ từ thiện ở đây đang hợp tác với nhiều công ty để thu gom rác thải nhựa và biến chúng thành những món đồ hữu ích. Tất cả những sản phẩm trong cửa hàng này do tổ chức từ thiện CAO ở thành phố Casablanca sản xuất với nguyên liệu là nhựa tái chế, bìa giấy phế liệu. Tại xưởng tái chế, rác thải nhựa được nghiền nhỏ làm nguyên liệu sản xuất, trong khi đó giấy được nghiền và ngâm với nước trước khi sử dụng. Hiện tổ chức đang hợp tác thu nhận khoảng hơn 100 kg rác thải mỗi ngày từ 5 công ty để tạo ra những sản phẩm hữu ích. Theo các nhà khoa học, tái chế là một giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa ô nhiễm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nâng cao ý thức của người dân, giảm bớt lượng rác thải ra môi trường mỗi ngày.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.